Kính chào bà con, hôm nay Hới chia sẻ cái công dụng của cái gói Ridomin Go này để giúp cho bà con thông miệng cạo. Cái gói này không biết để về bà con nhìn rõ hay không ha. Thì đối với những cái cây mà bà con mới mở miệng đầu mùa, cũng như là BB260 á, cái giống nó hay đặc miệng á, thì đầu mùa nó chưa thông miệng, nó lâu thông miệng, và thì bà con dùng nửa gói Ridomin Go này, bà con pha với một chén nước, một chén đường mũ, một chén nước sạch, rồi với nửa hũ 2.5, có thể là 2.5 của viện hoặc là 2.5 Tinefon cũng được, hoặc là 8 tác động. Cái bà con dùng nửa hũ đó, bà con pha đổ vô một chén nước, tức là cái này nửa gói này mình pha với chén nước sạch, vậy đều cái mình đổ nửa hũ hút đó vô, hút cái tích 2.5 nó vô, đó là đối với cây dưỡng, cây non ha. Đó, thì nó sẽ nhanh thông miệng nha bà con, nó nhanh thông miệng. Còn đối với cây mà nó bị mắc mưa, mình cạo mà bị mắc mưa á, nó hay bị sót miệng, nó ảnh hưởng đến lượng mủ và nó dẫn đến tình trạng khô miệng á, thì ngay cái cử mà nó bị mắc mưa á, thì bà con dùng cái gói Ridomin này, bà con pha lên với một chén nước rồi bà con bôi liền ha. Đó, mà nếu mà cái cử nếu mà cây mà cây hành lý á, cây hành lý á, mà mình cái cử mà bôi thuốc mà nó bị mắc mưa thì hoặc là cây miệng đục ướt mà mình ráng mình cạo để mình ráng kiếm mủ trong ngày đó, thì cử sau nó sẽ bị sót miệng, nó sẽ bị giảm mủ, nó và dẫn đến tình trạng khô miệng, ảnh hưởng đến năng suất rất là lớn. Thì bà con có thể là dùng riêng cái này thôi, để mình bôi liền sau khi mà nó bị mắc mưa. Thường thì dao thuốc mình phải cạo một dao trơn nữa, tức là mình cạo dao thuốc để mình lấy mủ, rồi cạo dao trơn nữa rồi mới bôi thuốc, chứ không có bôi thuốc liên tục dao nào cũng bôi. Thì nếu mà như mà ngay cái cử mà nó bôi thuốc để mình cử cái dao thuốc để mình lấy mủ á, mà nó bị mắc mưa, thì bà con có thể dùng riêng cái này thôi, dùng riêng cái này để mà bà con bôi, hoặc là bà con cạo thêm một cái dao trơn nữa. Rồi cử sau, tức là nếu cái cử mà bà con muốn bôi á, không phải là cái cử dao thuốc, cái dao trơn á, thì bà con có thể là pha cái thuốc kích thích và thêm cái nửa gói này vô, nửa gói Ridomin này vô dưới khoảng nửa chén nước thôi, chứ để nhiều quá cái thuốc kích thích thì nó loãng. Rồi mình pha vô cái thuốc kích thích ha, là mình bôi, là nó sẽ giúp có mủ, mà nó khắc phục cái tình trạng sót miệng nè, ảnh hưởng làm giảm mủ và làm khô miệng á. Thì khi bà con kết hợp với cái thuốc kích thích, bà con bôi vào, nó sẽ giúp có mủ lại bình thường ha. Đó, khôi phục lại. Thì khi mà cứ hãy mà bị mắc mưa thì bà con dùng cái này để mà bôi liền. Cái này thì nó trị những cái cây cao su bị mắc mưa, mà nó còn là dạng kích thích nhẹ nữa, nó cũng làm tăng sản lượng mủ nha bà con. Cái Ridomin Go này rất là hay. Nó cái này thì nó cũng trị nấm miệng cạo nè. Nấm miệng cạo rất là hay nha bà con. Nó trị coi như là lét sọc miệng cạo nữa, lét sọc miệng cạo, nấm miệng cạo đó. Và đặc biệt là bị cao su mà lúc mình khai thác mà bị mắc mưa, mình sử dụng cái này thì rất là tuyệt vời. Rồi ngày hôm nay Thế cũng chia sẻ ngắn, cảm ơn bà con và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.